Tân Nguyễn chào mừng anh chị đã quay lại với video cùng Tân Nguyễn cũng như là công ty GDS Vietcap Group. Và video ngày hôm nay Tân Nguyễn muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà Tân đã làm việc với rất nhiều anh chị chủ, đặc biệt là trong ngành nail của mình, là đang gặp khó khăn trong vấn đề là brand opening làm sao đông khách và sau brand opening vẫn tiếp tục đông khách. Thì thường á, khi mà mình mở một tiệm nail, mình bắt đầu là thứ nhất là mình sẽ tìm location ở đâu cho tốt nhất. Thứ hai nữa đó là mình sẽ ký cái lease và tiếp tục là mình sẽ build tiệm nail. Và đến cái giai đoạn là làm quảng cáo cho brand của mình để làm sao cho đông khách và hiệu quả, thì giai đoạn đó anh chị thường gặp khó khăn. Thì công ty GDS đã lắng nghe cũng như là thấu hiểu được điều đó, và công ty GDS cho ra đời 3 hệ thống để giúp cho anh chị giải quyết vấn đề đó. Thứ nhất là hệ thống outside in, làm thế nào để mình có thể tìm kiếm những người khách hàng mới chưa biết đến tiệm của mình sẽ đi đến tiệm của mình. Đó là hệ thống landing page nè, website nè, brand opening video nè, và chạy quảng cáo Facebook cũng như là Google và chạy quảng cáo Instagram. Và khi mà khách đã đến tiệm của mình rồi thì mình làm thế nào để giữ chân những người khách đó lại ở trong tiệm của mình, và thông qua những người khách đó mình có thể tìm kiếm những người khách hàng mới. Đó là hệ thống Customer Care Check-in Plus cũng như là hệ thống POS của Space POS sẽ giúp anh chị làm được điều đó thông qua những feature đó là Reward Point cho khách cũng như là feature Referral Customer. Và cuối cùng nữa, khi mà khách đã vào trong tiệm của mình rồi, làm sao mình có thể upsell được những cái service ở trong tiệm của mình. Đó là hệ thống màn hình quảng cáo kỹ thuật số sẽ giúp cho anh chị upsell những cái dịch vụ service của anh chị. Khách hàng chỉ ngồi và xem và sẽ tự động upsell những service cho khách hàng. Ngoài ra, công ty GDS còn offer những cái sản phẩm cũng như là dịch vụ về in ấn đồng bộ, ví dụ như là business card nè, brochure nè, menu booklet nè, thiết kế logo nè, để chuẩn bị cho anh chị khi mà mở một tiệm nail brand opening sẽ có đầy đủ tất cả những cái mà anh chị cần thiết. Anh chị có câu hỏi cũng như là thần thắc mắc hoặc là biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi cho số toll free của công ty GDS Vietcap Group 1-888-389-7240 hoặc số toll free tại Houston, Texas cũng như là những tiểu bang lân cận 1-888-858-5883. Còn bây giờ Tân Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại.